안녕하세요, 레입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 34 của học tiếng Hàn giao tiếp qua phim 1000 cộng. Phần này cũng gồm có 25 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. 시작하기 전에 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 시작합시다. Bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên, câu 827 sắp hết rồi nha mọi người, tới 800 nữa, còn 200 nữa hết rồi đó. Tôi có lịch trình sao ạ? Ví dụ như là mình á đang đi làm đi, xong mình nói là mình đi, mình có lịch trình, mình đi cái chỗ khác nữa, thì lúc này 다음 일정이 있어요. Đang họp xong rồi sếp có lịch trình khác, sếp đi chỗ khác. 다음 일정이 있어요. Tôi có lịch trình sao ạ? 다음 일정이 있어요. 다음 là sau, 일정 lịch trình, 이가 있다 có. 다음 일정이 있어요. Hãy cho tôi xem cái kia ạ. À. Ví dụ như đi tới mình hay dùng xong trong lúc mà mình đi mua đồ. Mua đồ, cái đồ treo ở trên cao hoặc treo ở xa. Hoặc là mình thấy cái đồ nó ở cái góc mà xa tầm tay mình á. Thì lúc đó mình có thể sử dụng. 저거 보여주세요. Hãy cho tôi xem cái đó, cái kia ạ. À. Tiếng Việt mình á, nằm ở xa đôi lúc mình cũng còn dịch là cái đó. Cho tôi coi cái đó ạ. À. Thì nó cũng là câu này ạ. 저거 보여주세요. Cho tôi xem cái kia đi ạ. À. 저거 보여주세요. 저거, 저거 là cái kia. Mình sẽ phân biệt với 이거, cái này là trong tầm tay mình ha. 이거, 그거, cái đó là trong cái tầm tay của đối phương. Không phải trong tầm tay mình, trong tầm tay của đối phương. Còn 저거 là xa cả hai người luôn, người nói người nghe luôn. Rồi, 보여주다, cho xem. Và 으세요, ngữ pháp mệnh lệnh, hãy làm gì đó. Hãy cho tôi xem, có bà chim. 으세요, không bà chim 세요. 저거 보여주세요. Hãy cho tôi xem cái kia đi ạ. Nếu có tin đồn nhảm thì làm thế nào đây? Ví dụ như là mình làm chuyện gì đó mà mình sợ có tin đồn á, mình không có làm chuyện đó mà người ta đồn ra vậy á, thì lúc này 이상한 소문 돌면 어떡해? Nếu có tin đồn nhảm thì biết làm sao đây? 이상한 소문 돌면 어떡해? Nếu mà có tin đồn nhảm thì biết làm sao đây? 이상한 소문 돌면 어떡해? Nếu 으면, nếu thì, nếu với một thì với hai. Rồi mình có là 소문 là tin đồn ạ. 이상하다, kỳ lạ. Những cái tin đồn kỳ lạ, những cái tin đồn mà không có đúng sự thật á, thì thường mình là những cái tin đồn thiết thật hoặc là những cái tin đồn mà nhảm nhí, thì mình sẽ dùng chung là 이상한 소문. 돌다 là nó đi vòng vòng, chạy vòng vòng. Nên lúc này là mình có là người ta tung tin, có những cái tin đồn nhảm. 돌다, tin đồn nhảm mà nó lan truyền á, thì 어떡해요, thì biết làm thế nào đây? Trời, giờ mà có tin đồn á thì biết làm sao đây? Cái này là trong trường hợp hoang mang à, thấy mình làm gì đó sai, cái mình sợ là người ta đồn, mà người ta đồn khác sự thật. 이상한 소문 돌면 어떡해요, hoặc là tin đồn nhảm nhí thật luôn. 이상한 소문 돌면 어떡해요? Tôi đã nói không phải là tình cờ mà. Ví dụ chuyện gì đó tình cờ gặp anh, nhưng mà này không phải tình cờ, mình sắp đặt. Này mình đang học trong cái phần này có liên quan đến Tokyo, mình thấy trong cái phim đó ha. Tôi đã nói là không phải là tình cờ mà. 우연히 아니라고 말했어요. Tôi nói với bạn nè, không phải tình cờ đâu mà là do tôi sắp đặt á. 우연히 아니라고 말했어요. Hoặc là rồi hai đứa nó quen nhau phải tình cờ đâu, do người ta sắp đặt đó, không phải là tình cờ đâu. 우연히 아니라고 말했어요. Mình có 말했다 là đã nói, 라고 ngữ pháp, 이라고 하다 đối với danh từ, còn 아니다 thì 아니라고, danh từ thì 이라고, còn cái 이가 아니다 thì là 아니라고, nói rằng. Tôi đã nói rằng 우연히 아니다, không phải là tình cờ đâu. 우연히 아니라고 말했어요. Tôi cảnh cáo bạn đó nha. 경고하는데. Lịch sự 경고하는데요. Cảnh cáo mày đó nha. 경고하는데. 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 경고하다, cảnh cáo. 는데, động từ đi với 는데. Lịch sự thêm vô. Ở đây là một câu giải thích nè. Giải thích chuyện gì đó, giải thích mày đang nói, tôi cảnh cáo mày nha, tôi cảnh cáo mày đó nha. 경고하는데, đụng ta là chết đó nha. 경고하는데, cho dù là làm trò gì á,
thì cũng đừng có giúp nó. 어떤 짓으로든 돕지 마세요. Cho dù là cái làm cái trò gì thì làm nhưng mà cũng không có được giúp đỡ. 어떤 짓으로든 돕지 마세요. Cho dù là làm trò gì thì cũng đừng có giúp đỡ nó. 어떤 짓으로든 돕지 마세요. 어떤 thế nào, chit là hành động. Hành động mình sử dụng chữ chit trong trường hợp nó là giống như là hang tuôn, tuy nhiên nó sử dụng là một cái từ không có phải là cái nghĩa mà lịch sự đâu ha. Nó sử dụng với những cái nghĩa mà không có được lịch sự, nghĩa thô tục, nghĩa thô. 어떤 짓, cái hành động gì. 으로든, 으로 bằng, 든 là dù. Dù là bằng bất cứ cái hành động nào, dù là làm cái hành động nào thì 돕지 마세요. 돕다 mới nghĩa là giúp đỡ, động từ 치 마세요, đừng. Dù là bạn làm chuyện gì làm nhưng mà đừng giúp đỡ nó nha, giúp đỡ nó là tôi giết bạn đó nha. 어떤 짓으로든 돕지 마세요. Mình có thể tách ra mình học 어떤 짓으로든, dù là bất cứ cái hành động nào, cho dù là làm trò nào thì 돕지 마세요, đừng có giúp đỡ. Mình có thể học riêng cũng được, học chung cũng được. Bạn chẳng biết gì hết mà lại không biết gì hết mà lại nói như vậy. 잘 알지도 못하면서. Chẳng biết gì hết mà lại nói như vậy. Thấy nó nói bậy cái mà nói chẳng biết gì hết mà bật. 잘 알지도 못하면서. Có thể thêm vô lịch sự. 잘 알지도 못하면서. 잘 알지도 못하면서요. Rồi, cái này là 으면서, 으면서요. Làm cái gì đó đồng thời, tức là không có biết cái gì hết mà người ta đã lược qua cái vế, lược bỏ cái vế sau rồi đó. Mình có cái ngữ pháp đồng thời làm cái gì đó, một cái hành động 으면서. Rồi cái hành động số 2 ở phía sau, làm cái một đồng thời cái hai. Trong trường hợp này đã lược bỏ cái hành động số 2 rồi ha. Tức là hành động người ta đang nói chuyện rồi mình nói lại. Mày chẳng biết gì hết mà nói. 잘 알지도 못하면서. Mình có thể luyến lên 잘 알 cũng được ha. 잘 알지도 못하면서. Nè, vừa không thể biết cái điều gì đó mà rõ. 잘 알다. Mình đi 지도 못하다. Không biết rõ. 잘 알지도 못하면서. Chẳng có biết rõ gì hết mà lại nói. 잘 알지도 못하면서요. Tỉnh mộng đi. Tỉnh mộng đi em. Cái này thường mình nói hơi tư tục à. Cung kê. Hai đứa đang nói chuyện cái mình nói chuyện gì đó sâu xa quá, cái nói chuyện tương lai quá mà nó thấy mờ, nó thấy giống như đang mơ vậy, đang bơm, đang nổ vậy đó kìa. Cun kè, tỉnh mộng đi em, đừng có mơ giữa ban ngày. Cun kè, cun là giấc mơ à, kè tà là thức dậy. Cun kè ồ, tỉnh mộng đi. Câu này cũng là một trong những cái câu mà mình nói bình thường với bạn bè, nói với người trong gia đình thôi à, chứ nói với người lớn vậy là hơi bị thô thiển. Cun kè ồ, cun kè. Cung kè. Tiếp theo. Tôi chưa từng đòi, tôi chưa từng bảo là làm cho gì đó cho tôi. Nà, 달라고 한 적이 없어. Ví dụ như mình đòi tiền nó, mình không có đòi tiền nó, mà nó là mày đòi tiền tao nên tao mới cho. Tôi chưa từng đòi bạn nha, tôi chưa từng kêu bạn là làm cho tôi nha. Nà, 달라고 한 적이 없어. Tôi chưa từng bảo là bạn cho tôi mà. Nà, 달라고 한 적이 없어. Tôi chưa có từng đòi bạn cho tôi mà. Nà, 달라고 한 적이 없어. Mình sẽ có cái ngữ pháp đuôi trước ha. Động từ có bà chim đem ơn, không bà chim niên, tắt cái. 저기, tắt cái. 없다. Nếu đi với 없다 thì nó mang nghĩa là chưa từng. Còn đi với 있다 thì mang nghĩa là từng làm hành động gì đó. Ở đây là 없다, chưa từng. Rồi, 달라고 하다. Ở đây mình có cái động từ 으라고 하다. Nói là hãy cái gì đó. Đó là 라고 하다 ở đây nè. Và đối với cái từ 주다 là cho. Làm cho ai đó cái gì đó. Thì khi mà chia với đuôi 으라고 하다 thì nó sẽ thành là 달라고 하다. Mang nghĩa là làm gì đó cho. Nhưng mà cho ai? Cho cái người mà đang nói ha. Tôi đâu có nói là bạn, tôi đâu có đòi bạn làm cái đó cho tôi đâu. Tức là cho cái người đang nói cái câu này á. Nà, 달라고 한 적이 없어요. Hoặc là cái người á mà làm cái gì đó cho cái người mà chủ thể ở đây, chứ không phải là cho người khác ha. 달라고 한 적이 없어요. Chưa có từng đòi.
Trong trường hợp này là na, nên là tôi chưa có từng đòi bạn. Tôi chưa có từng bảo bạn là cho tôi. Là thải lớp của anh sau khi học giờ. Tôi nghĩ, bạn nghĩ là tôi sẽ không biết hả? Bạn nghĩ là tôi không biết chuyện đó hả? Đòi tiền xong đã đời, nói là tôi không đòi. Nghĩ là tôi không biết hả? Để có, vụ rơi cò cạch thá. Để có vụ rơi cò cạch thá. Bạn nghĩ là tôi không biết hả? Để có vụ rơi cò cạch thá. Bạn nghĩ là tôi không biết hả? Để có vụ rơi cò cạch thá. Để có là tôi, mũ đưa tà là không biết. Ừ, rơi cò cạch tà. Ở đây mình sẽ có động từ có bà chim ư, không bà chim rơi. Có lẽ dường như hoặc là nghĩ rằng bạn nghĩ là tôi không có biết đó hả? Để ra mũ rơi của cạch thắt. Tôi hỏi bạn một câu này nha, tôi hỏi mày một câu này nha, tôi hãy hỏi bạn một câu nha. Hanaman vurabucha, thường là cái mình thấy là ở theo đuôi nó không có vô, không phải hoặc là không phải đuôi sumnita thì nó đang là nói thân mật cho mọi người. Hanaman vurabucha. Hanaman Murabuja. Hana một, man là chỉ một câu thôi. Hanaman Murabuda là hỏi. Và cha, cha thì thường á, là mình có cái ngữ pháp động từ cha là chúng ta hãy cái gì đó. Nhưng trong trường hợp này giống như tiếng Việt nha. Tôi hỏi bạn cái câu này thôi nha. Thì lúc này mình dùng cha. Còn nếu mà bạn dùng á, mà cái lối nói lịch sự thì bạn sẽ là Murabushita. Hanaman Murabushita. Tôi hỏi anh này câu nha. Tôi hỏi anh một câu thôi. Hanaman murabushida, lịch sự. Hanaman murabuja, thân mật. Vì bị tổn thương lòng tự trọng. Là ai làm gì đó. Giống trong trong khu của mình á. Người ta cũng có nhiều người nước ngoài. Nhưng mà trong mắt người Hàn là người nước ngoài. Là ở châu Á tới là hầu như là những người nghèo á. Nên là người ta coi mình nghèo lắm. Nên người ta hay cho đồ này nọ đó. Nên đôi lúc á. Đôi lúc cho đồ thì mình thấy cũng thích thôi, nhưng mà đôi lúc cũng tự ái lắm, người ta coi mình là nghèo, tổn thương lòng tự trọng. Cha jun sim sang nghề sợ, vì tổn thương lòng tự trọng nên tôi không có lấy. Cha jun sim sang nghề sợ, đây là một câu đang ngắn gọn à. Cha jun sim sang nghề sợ, vì tôi bị tổn thương lòng tự trọng. Cha jun sim lòng tự trọng sang nga tà là nó bị thối rữa, bị hư á. Lúc này mình sẽ dùng chung cụm là bị tổn thương. Cha jun sim sang he sở cộng với cái ngữ pháp đuôi là a o so, vì cái gì đó, vì vế phía trước nên vế phía sau. Ở đây vế phía sau nó đã lược bỏ rồi nên là mình sẽ dịch ngay vì thôi ha. Vì tôi bị tổn thương lòng tự trọng. Cha jun sim sang he sở, nay mai là 40 tuổi rồi, sắp 40 rồi, ví dụ như 37 38 rồi, cái người ta nói nay mai là 40 tuổi rồi đó, đi lấy vợ đi chồng đi. Nên bù đề bà hư nhìn đề. Nay mai là 40 rồi đó. Nên bù đề bà hư nhìn đề. Nên bù đề bà hư nhìn đề. Nên là mai, bù đề là mốt á. Mai mốt thì tức là nay mai trong tiếng Việt của mình á. Nay mai. Rồi mã hư là 40. In đề danh từ cộng với in đề là 40. Nay mai là 40 rồi đó. Mai mốt là 40 tuổi rồi đó. Thêm vô nếu các bạn muốn sử dụng trong trường hợp lịch sự, còn mà đối với không lịch sự nói thân mật thì in đề, danh từ in đề mang nghĩa giải thích cái chuyện gì đó. Nil bù đề mã hư in đề, nghĩ tới là phát bực à. Sinh ga khan ni tu yol phần nè, nghĩ tới là thấy phát bực ở nhà, nghĩ tới là nóng à, nóng máu à. Sinh ga khan ni tu yol phần nè, có chuyện gì đó mà xong chuyện rồi. Cái bây giờ mình nghĩ lại chuyện đó, trời nổi, nghĩ lại thì nổi điên. 생각하니 또 열받네요. 생각하다 suy nghĩ, ni ở đây là nika. Làm cái vế một thì thấy vế hai. Nika ngoài nghĩa vì nên nó còn có nghĩa là thì thấy à. Suy nghĩ á, thì thấy tu lại. Yolbata là phát bực, phát cáu, phát nóng lên á. Yol ở đây nó mang nghĩa là nhiệt á, là cái sự nóng á, bị nhận nhiệt, tức là bị bực trong người, bị nóng máu lên. Nếu cảm thán à, 생각해보니 생각하니 두 열받네요. Lưu ý cái phát âm là bạch cộng với nèo, chữ bạch này nè, và chim đó là chữ tờ, cộng nèo là chữ nờ, tức là ma nữ đó, âm mũi trong tiếng Hàn. Thì lúc này chữ tờ sẽ đọc thành chữ nờ.열받네요 생각하니 열받네요.
Lo mà trả nợ cho tôi đi. Ví dụ như là mình trả nợ, nó mượn nợ mình mà nó cứ lo, nó ăn uống, nó tiêu xài, nó không trả nợ. Cái mình nói lo trả nợ cho tao đi ạ. Nán thế, chín bít chín à. Khá pa. Lo mà trả nợ cho tôi đi. Nán thế, chín bít chín à. Khá pa. Nán thế, chín bít chín à. Khá pa. Đừng có nói nhiều, lo trả nợ cho tôi đi. Nán thế, chín bít chín à. Khá pa. Nán thế, danh từ là na là tôi, hành thế là cho tôi, trả nợ cho tôi. Nán thế, chín bít, mình có là pichida là mình mắc nợ ha. Nó có định ngữ cái món nợ mà bạn mắc á, chín bít ina hay là, hoặc là chỉ cái trường hợp ina này á, có bà chim ina không bà chim na, một á là nó mang nghĩa hay là, hoặc là nó mang nghĩa là đến tận, ví dụ như là tôi uống đến tận 10 chai soju thì nó còn có nghĩa là đến tận à. Trong trường hợp này á, nó là chỉ trả nợ cho tôi hay làm gì đó đó nè, nó không phải nghĩa là đến tận à. Xin biết chi ná, nợ của tôi, khắp tà là trả, lo mà trả nợ cho tôi đi. Đàn thế xin biết chi ná, khắp phải, tôi đã biết từ đầu rồi mà. Biết từ đầu rồi, biết từ đầu là bạn là người vậy rồi. Thông bực thò, ả đã sợ. Biết bạn từ đầu vậy rồi, tôi đã biết từ đầu rồi, từ đầu đến cuối là tôi biết hết rồi. Thông bực thò, ả đã sợ. Tôi đã biết từ đầu rồi nó là cái người vậy đó. Thông bực thò, ả đã sợ. Thò là ban đầu. Bực thò, danh từ chỉ thời gian, còn với bực thò, từ đầu. Thông bực thò, ả ta là biết, chi quá khứ, đã biết. Thông bực thò, ả đã sợ, tôi biết từ đầu rồi mà. Nó là vậy đó, tôi biết từ đầu nó rồi. Nè, thông thỏ, à đã sợ. Cái đó không trả cũng được. Dù mượn cái gì á, cái người ta, nó không trả cũng được. Không trả cũng không sao. Không có trả nợ đó cũng không sao, tôi cho bạn nó, không trả cũng không sao. Cứ có tu, anh gấp hà tu đèo. Cứ có tu, anh gấp hà tu đèo. Cái đó không trả cũng không sao hết á. Cứ có tu, anh ga pa đô thẻo. Cứ có tố, cứ có là cái đó, tô danh từ cộng với chữ tô mới nghĩa là cũng, cái đó thì cũng. Anh ga pa đô danh từ ao tô thuê tả, động từ ao tô thuê tả, cho dù mà làm cái động từ thì cũng được, hoặc là làm được, làm cái hành động gì đó. Ở đây là anh là không, cặp ta là trả, thì không trả cũng được. Cứ có tu anh ca pa tu theo, cái đó không trả cũng được, không sao đó. Đã tự chủ động mua cho tôi mà, ví dụ như là người ta thích mình, cái ta chủ động người ta mua đồ cho mình tùm lum tùm la hết á, tự động ta mua xong rồi đến lúc chia tay nó đòi muốn quýnh vô mặt nó ý vậy á. Chủ động mua cho tôi mà tôi đâu có đòi đâu. Sư sư ru thả bay cho cù ru tha cho sợ, cái anh đó anh tự anh mua cho tôi á, tôi không có đòi nha. Sư sư ru thả bay cho guru tha cho sợ. Ví dụ như cái ông đó tự nhiên ông mua đồ cho mình nhiều quá, cái vợ ông tới làm lớn, ông tự ông mua cho tôi đồ đòi. Sư sư ru thả bay cho guru tha cho sợ. Sư sư ru tự thả bay cho guru, tự phát à, tự mua mà với lòng tự phát là tôi muốn tôi làm chứ không phải ai ép buộc hết á. Rồi sa tà là mua, sa chu đã động từ cộng với ao chu tà cho. Này mình lấy trong cái bộ phim thiệt mắc cười quá, bộ phim gì không nhớ tựa nữa, nhưng mà về con gái á, là nhân viên đi làm, còn người con trai là sinh viên mà dạng đang thi để thi vô công nhân viên chức nhà nước á, xong rồi đậu công nhân viên chức nhà nước xong bỏ con ta, nên là kêu ô em tự em mua cho anh mà anh đâu có đòi. Susuru thả bay cho guru tha cho sở nè, tự đã tự mua, chữ chủ động mua cho tôi mà. Dù có nói gì đi nữa thì bạn là đồ giả thôi, ý là đang sỉ bán á, mà có nói gì thì mày chỉ là đồ giả thôi, mày không có phải là đồ thiệt được, tức là coi nhẹ người khác nha. 발버둥 쳐봤자 넌 짝퉁이야, vẫn là cái phim đó ha. 발버둥 쳐봤자 넌 짝퉁이야, 벌버둥 쳐봤자 넌 짝퉁이야. Ở đây 발버둥 치다, nói gì thì nói, có vùng vẫy, có làm tới bến. Mình có ao pacha, động từ cộng với ao pacha, cái này là ngữ pháp trung cấp ha. Ao pacha
Dù có làm cái chuyện gì phía trước thì cái phía sau cũng là một cái điều gì đó mà không tốt. Dù cho bạn có vùng vẫy, dù cho bạn có nói gì nữa, dù bạn làm bất cứ chuyện gì nữa thì mình có thể dùng là 발버둥쳐봤자. Nón, mày hoặc là bạn, 짝퉁이야. 짝퉁, 짝퉁 là đồ nhái, đồ giả bạ, đồ giả, đồ nhái. 짝퉁이야. Là đồ nhái thôi, mày chỉ là đồ nhái thôi, mày không có xứng được với những cái người hàng hiệu đâu, ví dụ là vậy. 발버둥쳐봤자. Nón, 짝퉁이야. Đang chửi người ta đó. Tôi không uống cái đồ mà tôi không có vừa miệng. Cái này là trong trong một cái bộ phim khác. 입에 안 맞는 건안 마셔요. Rượu uống막걸리.막걸리, rượu gạo á, mà nó nói là mình không uống cái đồ mà không vừa miệng mình đâu, giờ uống xong rồi ghiền, uống hết con ta luôn. 입에 안 맞는 건안 마셔요. Tôi không có đủ uống cái mấy cái đồ mà không vừa miệng đâu, bà này bà giàu á. 입에 안 맞는 건안 마셔요. Rồi, ở đây mình có con là 것은 là cái á, mà 안 맞다 không phù hợp, không vừa. 입에 안 맞다 không vừa miệng. 안 마셔요 thì tôi không uống mấy cái đồ mà không vừa miệng đâu. 입에 안 맞는 건안 마셔요. Hãy uống tới đây thôi. Hôm nay uống tới đây thôi. Mai uống tới đây thôi, đi về đi nha. 여기까지만 마셔라. Uống tới đây thôi, đừng có uống nữa, xỉn rồi. 여기까지만 마셔라. Uống tới đây thôi nha. 여기까지만 마셔라. 여기, đây, 까지, đến. 여기까지, đến đây. Man, danh từ cộng với man, chỉ tới đây thôi. 마시다, uống. Cộng với cái động từ a hoặc là o ra, hãy sử dụng trong trường hợp thân mật. 여기까지만 마셔라. Uống tay thôi, về đi. Uống vừa phải thôi nha. Uống vừa vừa phải phải thôi nha. Xỉn lăng ra đó đi. 적당히 마셔. Uống vừa vừa phải phải thôi. 적당히 마셔. Uống vừa phải thôi đó nha. 적당히 마셔요. 적당히 마셔요. Thấy nó nóc dữ quá, kêu thôi uống vừa phải thôi má. 적당히 마셔. 적당히, một cách vừa phải. 마시다, uống. 적당히 마셔요. Bạn thật là thú vị. Mày thiệt là vui nha. Mấy đứa xỉn hay nói mấy câu nè. Non, thế cái chém ta. Bạn thiệt là thú vị nha. Thấy người này trời tính tình vui quá. Non, thế cái chém ta. Bạn thiệt là thú vị đó nha. Non, thế cái chém ta. Non, bạn, viết tắt của non nên. Thế ghê, cái này thường là chỉ mức độ rất quá, chỉ xong văn nói người ta nói nhiều ha. Thế ghê, rất chém ta. Thú vị. Mình dùng cái đuôi tà khi mình nói chuyện với ngang bằng hoặc là nói chuyện với người nhỏ hoặc là sử dụng trong văn viết. Non, thế cái xe mít tà. Bạn thiệt là thú vị đó nha. Làm nông thử, bạn thấy có vất vả chứ? Ví dụ đi tới đâu đó mình phụ việc nông nhà người ta, mình phụ người ta gặt lúa hay phụ người ta nhổ cỏ này nọ. Nông xa đi đây, hebu nika, him chưa? Chẳng căm mình. 농사 일을 해보니까 힘들지요. Làm nông thử thấy vất vả đúng không? 농사 일을 해보니까 힘들지요. Mình sẽ có 하다 là làm, 농사, 농사 일. 농사 là làm nông, il là công việc, làm việc nông, làm việc đồng áng. 아오보니까, động từ cộng với 아오보니까, làm thử vế 1 thì thấy vế 2 phía sau. Làm thử việc đồng áng thì bạn thấy 힘들지요, vất vả đúng không? 힘들다, vất vả, 지요, đúng không, phải không? Xác minh lại, biết vất vả rồi nhưng vẫn hỏi á. 농사 일을 해보니까 힘들지요. 농사 일을 해보니까 힘들지요. Làm nông thử bạn thấy vất vả đúng không? Bạn thấy rất vất vả chứ? 좋습니다. 오늘 여기까지만 하겠습니다. 고생하셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.